时势在变动，我无奈。情感多变幻，我无奈。也许成败是注定，我无奈。凭着理想。Nếu có lòng ích kỷ, thiên tru địa diệt, thần linh làm chứng. Nếu có lòng ích kỷ, thiên tru địa diệt. Tốt. Chúng ta đồng lòng với nhau, lần này nhất định thành công. Ừ, đúng vậy. Trước hết chúng ta phải biết rõ tình hình ở Đại Minh nữa, mới đặt ra kế sách. Ừ. Tôi có người bạn tên là Bạch Nhật Thử Bạch Thắng. Tôi đã có từng giúp qua ảnh. Anh đã từng sống qua ở Đại Minh. Chuyện này nhờ ảnh điều tra là tốt nhất. Ừ, tốt. Chờ cho anh điều tra về rồi chúng ta mới thương lượng sao. Đúng. Đúng. Trung Tư đại nhân, món quà này mai mốt đem lên tới kinh thành chắc chắn là Thái Thái Sư thích lắm. Đúng, đúng. Quân sư hay thiệt đó. Tôi không cần bỏ ra một quân một hào nào mà được một món quà lớn như vậy. Đại nhân, xin tha lỗi cho tiểu nhân to gan, chỉ dùng hết phần nửa sở phí trình lên thôi. Hả? Phần nửa thôi? Vậy phần nửa còn lại? Xin đại nhân yên tâm. Ở đây đại nhân. Tốt, tốt. Ta không có quên người đâu. Cảm ơn đại nhân. Đại nhân, Dương đại hành đến. Hà Quan bái kiến Lương đại nhân. Xin hỏi đại nhân gọi Hà Quan tới đây có chuyện gì? Dương đại hạch, Trung Tư đại nhân đối đãi với anh ra sao? Lương đại nhân ân xá sứ tội cho tôi, đồng thời cho tôi làm đại hạch, tiểu nhân không bao giờ quên ơn. Nếu người còn nhớ trả ơn thì rất là tốt. Thái thái sư của bổn triệu là nhạc phụ của Lương đại nhân, năm nay lục thập đại thọ, cho nên Lương đại nhân chuẩn bị món quà lễ sơn thần cương để đem lên kinh thành, người dám gánh chịu hay không? Dù là nước sôi lửa bỏng, tiểu nhân cũng đem sơn thần cương lên kinh thành. Nếu như mà sơ ý, tiểu nhân cam lòng ký giấy sanh tử. Tốt. Tốt. Bổn quan nâng đỡ ngươi là đúng đó. Ngươi sẽ dẫn bao nhiêu binh mã hả? Đại nhân, từ đây tới Đông Kinh phải đi ngang núi Nhị Long, núi Đào Hoa, Nhị Ni Cương, còn Xích Tùng Long. Những khu đó có nhiều bọn cướp rừng. Dù dẫn theo bao nhiêu binh mã, nhưng mà qua tới trận này đến trận kia cũng rất là nguy hiểm đó. Vậy ngươi có kế sách gì không? Thưa đại nhân, xin cho hạ quan tưởng lượng 10 người ở trong quân ngũ, trong huấn luyện họ nghiêm ngặt. 10 người hả? Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân cần 10 người. Bây giờ có dịp đi lên Đông Kinh, hy vọng Dương gia có cơ hội làm việc cho triều đình, để lấy lại tiếng tăm cho Dương gia. Ai đó? Sở Nhi, chuyện hôm trước Hà bộ đầu thật lòng với Sở Nhi lắm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ hai người. Tôi không muốn nghe nói mấy cái này nữa. Hôm nay tôi tới đây là chỉ muốn biết anh áp tải sơn thần cương cho Lương Trung Tư phải không? Ta sao biết? Phải hay không? Phải. Hồi nào tới giờ tôi chưa xin ai,
Bây giờ tôi xin anh một việc thôi. Anh đừng có đi Đông Kinh được không? Xin lỗi, tôi không thể làm vậy. Tôi khờ dại quá. Anh đâu có chịu bỏ lỡ dịp để lập công chứ. Tới Đông Kinh rồi, anh sẽ gặp các bọn cẩu quan của triều đình, thậm chí sẽ gặp ông vua. Lúc đó anh sẽ được thăng quan phát tài. Dù chỉ tôi làm việc cho triều đình, không phải là hãm quan phú quý. Và gia đình tôi đã trung thành với triều đình từ mấy năm trước, cô biết không? Tôi không biết. Dương đại ca, chắc anh cũng biết số tiền Sơn Thần Cương này gom góp là bằng cách nào. Anh bây giờ lão bá tánh than trời quán đất, còn lương trung tư chỉ vì mua tư lợi, không có lo cho cuộc sống của dân. Còn anh, còn áp tải Sơn Thần Cương cho hắn. Tôi biết cái này là tiền tài bất nghĩa, nhưng không thể nào phản bội triều đình. Sở Nhi, tôi vì bất đắc dĩ. Vì bất đắc dĩ hả? Anh đừng có tự mình vào chữa nữa. Trong đời tôi chuyện sai nhất là đưa cái đao cho anh đến đánh Thác Tắc Siêu. Bây giờ anh còn giúp việc cho lương trung tư. Đúng, tôi mang ơn cô một lần, nhưng biểu tôi làm phản triều đình, tôi không thể làm như vậy đâu. Cái ơn đôi cây đao không biết làm sao mà trả. Hôm nay tôi dùng máu để trả ơn. Sở Nhi, tôi mang ơn cô, bây giờ có thể trừ được. Tôi đưa cây đao cho anh, tôi đâu có bắt anh trả ơn. Bây giờ tôi trả lại cho anh đó. Sở Nhi. Dương đại ca, nếu như anh vẫn coi tôi là bạn, tôi mong anh hãy suy nghĩ kỹ, đừng có đi Đông Kinh. Dương đại nhân, sao giờ này mới tới? Ủa, tay Dương đại nhân bị thương. Xin lỗi nha, vì chuyện tư của tôi cho nên đến trễ. Không có gì. Dương đại nhân, tất cả đủ chưa? Đến đủ hết rồi, chờ một mình đại nhân thôi. Các người làm gì đó? Mau tập hợp. Ta cho các người biết, nhiệm vụ lần này vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Ta sẽ tuyển lựa mọi người ra để huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Các người đều nhận bổng lộc của triều đình, đương nhiên phải trung thành với triều đình. Cho hoàn thành nhiệm vụ rồi, các vị sẽ được trọng thưởng. Nếu như mà làm không thành công, tất cả sẽ bị phạt. Ngươi, còn ngươi nữa, bốn người khổ tập về trại trình diện. Cảm ơn đại hạ. Những người còn lại theo ta tới giáo trường. Cái gì? Sở Nhi, hôm nay con về là muốn cho cùng đi cướp Sơn Thần Cương hả? Đúng vậy. Số hàng lần này là tất cả có mấy trăm quan tiền, và còn có rất nhiều đồ vật quý giá nữa. Wow, vậy là nhiều tiền lắm à. Vậy lương trung tư không có món quà lớn như vậy, rút cuộc mình được lợi đó nha. Nếu mà số hàng này quý giá như vậy á, coi chừng tụi nó đề cao cảnh giác dữ lắm đó nha. Trại chủ à, bọn chúng có hai tướng mạnh, một là Tần Minh, hai là Tắc Siêu. Cả hai võ công rất cao, không dễ đối phó đâu. Ê, anh đừng có nâng cao người ta và tự hạ thấp mình xuống. Võ công của đặng trại chủ chưa chắc là thua cho tụi nó đâu. Hơn nữa còn có cô Sở Nhi và bốn chúng ta nữa, đâu có gì là khó. Phải đó. Nếu mà tụi nó không đi ngang qua núi Nhị Long, không lẽ chúng ta để đi xuống núi sao? Ê, bọn ngươi sợ hả? Ta cần gì phải sợ chứ? Không sợ tại sao nói vậy chứ? Thôi im đi. Sở Nhi, con từ Đại Minh về đây có biết được tin gì hay không hả? Tần Minh và Tắc Siêu đã được điều đi Ba Thục làm việc rồi. Vậy thì càng tốt. Tướng lãnh của Đại Minh toàn là lũ vô dụng thôi. Nhưng mà lần này do Dương Chí áp tải số hàng này đó. Cũng là Dương Chí hả? Hèn gì mà con sốt sắng như vậy, kêu cho đi cướp Sơn Tần Cương à. Lần trước nó bị mất qua Thạch Cương, nếu mà lần này nó mất luôn Sơn Tần Cương, cha nghĩ bắt buộc nó phải làm con rể của cha rồi đó. Cha à, cha nói đi đâu rồi chứ? Con đã đoạn tuyệt tình với ảnh rồi. Sở Nhi à, con đừng có giấu cha nữa. Con mà thấy mặt của Dương Chí hả, con sẽ mê nó liền à. Cha không phải là phản đối con đâu, tại vì Dương gia là gia đình trung thần mà, họ coi chúng ta ra cái gì. Hơn nữa chuyện qua Thạch Cương hôm trước. Cha à, con đã nói rồi mà, con đã đoạn tuyệt tình với ảnh rồi. Bây giờ con muốn biết cha đi hay không? Thôi đi được rồi, nếu mà nói như vậy đó,
Một là vì thần công, hai là vì đệ tử. Nếu mà cha không có đi cướp thì bọn núi Đào Hoa sẽ đi thôi. Anh đâu? Dạ, trại chủ. Người hãy đi Đại Minh điều tra coi coi rồi mới tính sao. Tuân lệnh. Cha, con cũng muốn xuống núi dò tin. Con muốn đi xuống núi nữa à? Thôi đi, con vừa mới lên đây thôi, đông thôi lại bị thương nữa. Hay là ở lại bên cha để dưỡng thương đi hả? Cha, lần này con nhất định phải cướp cho được Sơn Thần Cương. Cha à, cha. Hơi, thôi đi được rồi. Hơi, cho con xuống núi đó. Vậy chịu chưa hả? Lẹ lên, 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 lẹ lên. Tay đưa thẳng ra, thẳng tay ra. Một, hai, ba, bốn, hai, ba. Làm trở lại. Ai cho coi Dương Đại Hiệp treo cổ cũng phải cho thở chứ. Ngày nào cũng bắt tôi chạy. Tôi đi lính lâu rồi mà chưa thấy ai huấn luyện bằng cách này cả. Ta biểu các ngươi làm vậy là có nguyên nhân. Hành quân đánh giặc phải phục tùng quân kỷ, không ai được nghỉ hết. Tất cả đứng dậy. Dưỡng Minh Thiên Nhật dụng tại nhất chiêu. Các ngươi hữu lập của triều đình thì phải tận trung với quốc gia, hiểu chưa? Chúng ta đâu có phải làm việc cho triều đình, cần gì phải bán mạng cho Lương Trung Tư chứ? Đúng rồi, đưa Sơn Thần Cương cho hắn hả? Chẳng khác nào làm gia nô cho hắn thôi. Ý biển, tất cả tiếp tục tập. Ê, đứng dậy đi. Đứng dậy đi cho rồi. Bực mình. Gia nô cho người ta thì như vậy thôi. Thì đúng chuyện rồi. Anh khỏe quá ha. Ở đó mà khỏe. Vậy, chúng ta đi tí hơn là uống rượu nha. Hai vị đại ca, Hà Thao mới tới đây chưa có đãi hai vị uống rượu đó. Hay là gì, tối nay tôi đãi, xin mời hai vị nha. Hai bộ đầu, chúng tôi đã có hẹn rồi, xin lỗi nha. Anh này, muốn đi uống rượu hả? Anh đi một mình đi, mình đi. Khi không tất Đại Minh làm bộ đầu, bị nó ngồi trên đầu. Đúng rồi, nó chưa bắt được tên cướp nào, nhờ Dương Đại Hạch nâng đỡ mới được làm bộ đầu đó. Được, khi dễ ta hả? Hà Thao này sẽ có một ngày bước thẳng lên cầu. Chừng đó hai người sẽ quỳ dưới chân ta giống như con chó vậy. Ai đó? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Là ngươi? Từ Đại Minh đi Đông Kinh có tới ba con đường đi. Chúng ta nên mai phục con đường nào hả? Chỗ rừng là tốt đó. Chỗ này nhiều đá lắm đó. Trại chủ, tôi về tới rồi. Ê, anh à, sao về sớm quá vậy? Tôi kêu nó về. Tiểu đại chủ. Ồ, ta tưởng là ai chứ. Thì ra là Hà bộ đầu hả? Chà, hôm nay mặc bộ đồ như vậy, muốn bắt ta về nhà môn đó hả? Sư thúc, xin đừng hiểu lầm. Ê, đừng có gọi như vậy. Từ ngày ngươi rời khỏi Nhị Long Sơn, quan hệ với chúng ta đã không có còn nữa rồi. Ngươi lên đây để làm gì? Sư thúc, bộ định cướp Sâm Thần Cương hả? Cái này là chuyện của Nhị Long Sơn, ngươi hỏi để làm gì? Cũng chính vì chuyện này cháu mới lên gặp sư thúc. Lần này Lương Trung Tư coi nặng lắm, đồng thời cho Dương Chí áp tải. Dương Chí là một người võ công cao và thông minh, không có dễ ra tay đâu. Ta làm sao đi nữa, đó là chuyện của ta. Sư thúc à, cho dù cướp được Sâm Thần Cương thì sao đi, Lương Trung Tư sẽ điều tra chuyện này mà. Nếu như mà hắn biết là Nhị Long Sơn làm, sẽ cho đại quân tấn công lên Nhị Long Sơn. Lúc đó cơ nghiệp của Nhị Long Sơn sẽ bị tiêu hủy đó. Ngươi rất là quan tâm cho Nhị Long Sơn chúng tôi đó hả? Hà Thao, ta thấy ngươi từ nhỏ tới lớn, bụng của ngươi nghĩ làm sao ta biết quá mà. Ngươi sợ người ta điều tra chứ gì, và biết ngươi là thiếu trại chủ của Nhị Long Sơn chứ gì. Lúc đó chẳng những không có được làm quan, còn bị bắt ở tù nữa kìa. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, tại vì ta đã thề trước mộ của cha ngươi rồi, ta không có nói thân thế của ngươi cho quan phủ biết đâu. Tiếc có một cái là Hà đại ca là một đấng anh hùng, nhưng mà con của ảnh lại làm tay sai cho triều đình. Sư thúc, mỗi người tư tưởng khác nhau, biết xuôi theo thời thế mới là anh hùng mà. Không cần ngươi dạy đời ta đâu, chỗ của ta không có thích những người như ngươi. Cút đi. Sư thúc, cháu sẽ đi.
nhưng mà hãy hứa với cháu đừng cướp xâm thần cương nha. Quan đường quê à tiêu á, đuổi nó xuống núi. Đại chủ, vì thiếu đại chủ quan tâm chúng ta thôi. Đúng vậy, lúc Hà đại ca lâm chung nhận chúng tôi là phải săn sóc cho thiếu đại chủ. Được rồi, được rồi, được rồi, các ngươi không đuổi phải không? Để ta đuổi nó. Ngươi. Ê, tài, tài đi, tài. Tụi mày biết không đó, tụi mày phải trả giá cái sòng bạc thua chết luôn đó. Nè, của tôi nè, ha. Văn Diễn à, mình đã thắng nhiều rồi, hay là đi về nha. Tôi về coi cha tôi, ổng đang bị bệnh đó. Trời, bệnh người già mà hồi sức mà đâu mà lọ chứ. Tài luôn. Ê, nè, 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 quên sao hả? Khoan. Còn phải nợ cho của gia đó, trả nợ đó. Khoan. Ngươi thiệt là ghét ghen quá mà. Nếu mà chúng ta không đặt hết á, chỗ đâu có tiền mà trả chứ hả? Thôi, đây, đặt đi. Đặt hết. Đặt xong lấy tay ra. Chơi luôn. Đừng có đặt mà. Đặt hết. Sao kỳ vậy chứ hả? Bảo rồi, thua rồi. Kỳ vậy? Đúng là tài mà. Tại sao lại bảo chứ? Bây giờ làm sao? Lo cái gì chứ? Đi về nhà xin thôi. Xin ai chứ? Nè, bạn của anh có thể xin tiền hả? Giới thiệu tôi đi, tôi cũng muốn xin tiền đó. Đừng có nói nhiều nữa, đi về đi mà. À, cụ già. Cụ già, đúng lúc quá vậy. Qua mười mấy bài cũng tài, còn bảo đó cụ già. Sao hả? Vậy làm sao hả? Tức là thua sạch chứ gì? Thiếu nợ của ta làm sao? Cụ già cũng thấy rồi đó mà. Cho thiếu đi nha, đại gia cũng biết tánh của tôi rồi đó mà. Thiếu. Đã thiếu hết 3 ngày rồi đó. Hả? Bắt tụi nó vô trong. Dạ. Khoan. Tao xuống kìa. Chạy. Xin đừng. Cái gì? Hả? Không có tiền trả nợ. Được. Nếu mà không có tiền trả nợ, để tao lấy cánh tay của ngươi. Đừng. Thưa cha, cha hãy uống thuốc đi. Cha một mình lấy được rồi, bầu con lớn như vậy ngồi đi. Con Ngọc Liên có dặn con là kêu con hãy coi cha uống hết chén thuốc này. Cô nói là cô đi hai thuốc mà, sao tới giờ này vẫn chưa thấy về? Con và Ngọc Liên hai đứa đều tốt lắm. Nếu mà Ngọc Liên làm luôn con dâu cho cha mới là tốt. Chỉ tiếc rằng Thanh Nhi nó không có nền thần. Nếu mà lấy Thanh Nhi coi như là hại cổ rồi. Theo con nghĩ thì chắc con Ngọc Liên sẽ kiếm được người chồng tốt. Này, nãy giờ không thấy Thanh Nhi, nó đi đâu rồi? Chắc là đi chơi với mấy người bạn thôi đó cha. Đi chơi hả? Chắc nó biết anh hai nó làm việc cho nhà môn, chắc nó đi chơi hết mình, tính nó là vậy rồi. Thái công, đại tẩu. Anh vô đây làm gì? Mau đi cứu anh Thanh đi. Chuyện gì nữa đây? Anh Thanh nhất thời nóng giận đánh người ta bị thương, không ngờ bị người ta bắt đi. Họ còn bắt anh phải đền tiền thuốc nữa. Mà của anh đi mà. Đền bao nhiêu? Cả ngàn lượng đó. Cả ngàn lượng lần à? Không được, để tôi đi thương lượng danh gian coi. Đừng làm vậy. Họ nói nếu mà Tổng Bám Sư biết ăn không được sẽ khoét cho hồi, sẽ giết anh Thanh luôn. Thôi. Tiền tài là vật ngoài thân, phải cứu Thanh Nhi trước. Để tôi đi cho. Ê, Thái công, hay là để cho đi nha. Thôi khỏi nhờ. Thưa cha đang bị bệnh như vậy, không có tiện đi đâu. Mày để cho con đi. Con đi lại càng không tiện. Nếu đi thì đi mau đi. Tụi nó dữ lắm đó. Tụi nó là bọn chỉ một giết người đó. Tụi nó nói nếu mà trước anh hai chưa đem tiền tới đó hả, tụi nó chém anh thành 100 khúc cho chó ăn đó. Con chịu khó đi một lần. Thôi vậy nha, tụi nó mới xương thần. Để tôi đi báo tin trước. Còn ở đây ráng kiếm tiền cho đủ, đừng có chậm nha. Tôi đi trước ha. Ráng cố gắng nha. Tôi đi nha. Thưa cha, bây giờ con vô trong lấy tiền. Nè, đặt xong rút tay nha. Coi, nhất nhị tam xỉu. Ăn hết. Nè, chung tiền. Chung tiền đi, chung tiền. Chung cái gì? Tại sao không chung tiền chứ? Đi không chơi nữa. Không chơi. Cụ già, đừng có lo. Anh sắp về tới rồi. Nếu mà nó không về, ta sẽ chém người thành 100 khúc cho chó ăn. Không có đâu, cha của tôi thương tôi lắm. Văn Diễn về lấy tiền mau lắm thôi. Thấy chưa, mới nhắc về tới kìa. Sao hả, tiền đâu? Yên tâm. Hả? Tiền đâu? Cụ già, bây giờ chưa có. Cái gì? Nói láo với ta, hả? Nè, anh nói làm sao chứ? Anh yên tâm đi, họ chịu đưa tiền rồi.
nhưng họ không tin tôi. Đại tẩu của ảnh sẽ đem tới đây đó. Người đâu? Người đâu? Sắp lên tới rồi. Đâu phải là ít đâu ha. Dạ cho đủ đâu phải dễ chứ hả? Cụ già, một lát làm phiền cụ già diễn kịch phải diễn cho giống nha. Để cho anh Thành dễ làm việc đó ha. Thiệt là phiền quá đi. Cụ già, thông cảm, chúng tôi không có tiền trả nợ mà. Nếu đánh tôi chết á, chuyện này còn phiền phức hơn nữa đó. Vậy nha, cụ già ngồi nghỉ đi. Chúng tôi xuống núi coi đại tổ lên chưa ha. Ê, người khoan đi đã. Ta cảnh cáo ngươi nha. Nếu như mà ngươi dở trò với ta đó hả, thì ngươi đừng có trách ta nha. Ta sẽ làm thịt ngươi đó. Dạ tôi biết. À, cụ già, ngồi nghỉ đi ha. Văn Diễn à, nhớ về mau nha. Được rồi. Một mình phu nhân đi núi Sơn Thần hả? Đúng. Tại vì chúng tôi đi không có được. Vì không tin Văn Diễn đưa tiền cho nó để chuộc Thanh Nhi về. Phu nhân đang mang thai, rủ mà có chuyện gì thì sao? Cho đi báo cho Tống Đại Ca biết. Cô đừng làm vậy. Tại vì Tống Đại Ca ghét tụi nó lắm, chắc là không có chịu chuộc Thanh Nhi. Thanh Nhi là con của tôi, chờ giải quyết cái chuyện này rồi mới cho Văn Nhi biết. Nhưng mà thấy không à, tụi nó đã bắt người đi rồi thì chuyện gì tụi nó cũng dám làm hết. Cháu sợ phu nhân cũng... Không được, cháu phải đi. Ngọc Liên. Cửu gia, xin đừng nóng ruột, sắp lên tới rồi. Ta càng suy nghĩ, ta càng cảm thấy nghi ngờ. Chắc là tụi bay lừa gạt ta chứ gì hả? Kêu Tống Áp Sư lên đối phó với ta có phải không? Không có đâu. Thứ nhất, hôm nay đại ca của tôi trực ở nha môn. Thứ hai, tôi sợ anh biết chuyện còn hơn là sợ cửu gia đó. Chắc là chị dâu của tôi bây giờ đang mang thai, cho nên đi chậm thôi. Chắc cũng sắp tới rồi đó. Nếu như vậy thì tốt hả? Nếu như không đó hả? Thì ngươi phải coi chừng tao đó nha. Hả? Trương Văn Diễn à, về mau đi. Ngươi muốn cái gì đây? Cửu gia, uống miếng rượu đi, sắp có tiền rồi. Sắp có tiền à? Chờ đã bao lâu rồi? Tôi đã nói rồi mà. Tại vì chị dâu tôi mang thai cho nên đi chậm thôi. Cửu gia tin tôi đi, cha của tôi thương tôi lắm đó. Tôi muốn tiền thì ổng đưa ngay à. Sắp lên tới rồi. Nhưng mà vậy nha, cửu gia nhớ chia lại cho tôi đó. Tống Thân, em ở đây làm gì? Cửu gia, lên đi. Tống Thanh, đứng lại. Nói, tại sao lừa gạt người nhà của ta? Xin đại nhân hãy tha mạng, quan cho tôi lắm mà. Tại vì Tống Thanh mượn tiền không có trả nợ, cho nên nó kêu lừa gạt đại nhân tôi. Ở đây có cái giấy nợ đàng hoàng nè, tha mạng đi. Đúng là súc sinh. Thanh à, em còn muốn đi đâu nữa? Muốn chạy nữa? Xin lỗi nha đại ca, tại vì em cùng đường mới làm vậy thôi. Em hết lần này tới lần kia, làm cho anh thất vọng quá. Đại ca, xin tha lỗi cho em. Em không dám nữa đâu. Đại ca, tha cho em đi. Em không dám nữa đâu. Đại ca. Phu nhân. Đại tẩu,
phu nhân có sao không vậy? Phu nhân, Ngọc Liên, phu nhân đã sao hả? Tỉnh chưa vậy? Phu nhân vì ra quyết quá nhiều, bây giờ sức khỏe yếu lắm. Xin lỗi nha Tống đại ca, tại tôi vô dụng. Ngọc Liên à, chuyện gì vậy? Thật ra là chuyện gì? Tôi giữ không được cái thai của phu nhân. Nếu mà ý trời như vậy thì biết làm sao hơn. Không mất mới tới cô đâu. Ngọc Liên, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của phu nhân đó. Ráng điều trị cho bà nha. Đừng lấy mất ngân lượng của tôi. Phu nhân tỉnh rồi, mình vô coi. Đừng lấy ngân lượng của tôi mà. Đừng phu nhân lấy tỉnh rồi hả? Đừng có lấy ngân lượng của phu tôi. Phu nhân, ai lấy tiền của phu nhân vậy? Hả? Thai của tôi đâu rồi? Hả? Tướng công. Phu nhân, trả đứa con lại đây cho tôi. Phu nhân ơi, đừng có khóc nữa mà. Trả con lại đây cho tôi. Phu nhân đừng mà. Có khóc nữa. Bình tĩnh đi phu nhân. Con của tôi đâu rồi? Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân à. Phu nhân. Phu nhân. Ngọc Liên à, bây giờ làm sao đây? Đếm coi. Bây giờ sức khỏe của phu nhân yếu lắm, em phải điều trị cấp bách. Anh ra ngoài trước đi. Vậy. Ra ngoài trước đi, mau lên. Phu nhân. Cha. Giờ con ra sao? Ngọc Liên đang điều trị. Ăn thai được không vậy? Cái gì? Mất rồi hả? Mất rồi hả? Là tại cái thằng khốn nạn. Đúng là cái thằng ăn hại. Cha, em Thanh bây giờ ở đâu? Nó quỳ trước ông bà để mà sám hối. Vậy làm gì được? Đã bị mất đứa cháu rồi. Ê ê, tại sao quỳ đây? Tôi muốn hỏi anh đó. Hồi nãy anh chạy đi đâu vậy? Bể chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn đó. Bị bể? Anh Giang, con biết cái tôi làm không? Anh không biết, còn tôi không biết phải làm sao đây. Nếu mà chị dâu tôi có chuyện gì, anh không tha tôi đâu. Ê, nếu là vậy, một lát nữa đừng nữa bị nha. Anh muốn anh khỏi bị bắt tôi gánh hết hả? Nghe tôi nói nè, nghe tôi nói nè. Chúng tôi là bạn thân mà, không lẽ tôi hại anh sao? Nếu mà chuyện này bể ra, lát nữa anh nói giúp cho anh hả? Đúng không hả? Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Tống đại ca, đại tổ đã sao rồi? Còn có nguy hiểm. Bây giờ Ngọc Liên điều trị cấp bách cho bà đó. Đại ca, chuyện này tại em. Tại em không nên thân. Toàn là tại em thôi. Xin lỗi đại ca nha. Thằng bất hiếu, hại luôn người ta nữa. Hại cha bị mất đứa cháu. Nhất định là phải đánh mới được cái thằng bất hiếu. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, cứu em với. Đại dạ, ca, thôi đi. Cứu em đi. Đánh chết nó cũng vô dụng thôi. Tống đại ca, cái thai của đại tẩu chứ không được hả? Tôi nói anh rồi mà, thiếu nợ thì phải trả nợ chứ. Tại sao cùng với cụ gia làm chuyện lừa gạt quỷ thần nữa chứ hả? Ê, anh cũng có đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chuyện như vậy tôi làm sao yên lòng được. Chuyện này tại tôi, tại tôi. Tại tôi, tại tôi, tại tôi mà. Nếu tôi xuống ngăn cản anh á, thì đâu có chuyện gì xảy ra, phải không vậy hả? Tống đại ca, em có lỗi với anh. Đừng làm anh Thành nữa. Em sẽ dùng bản của em để bù lại tội lỗi của anh Thành. Dùng bản của em. Đừng cản em nha. Đừng cản nha. Đừng cản. Dù cho bây giờ tự sát cũng vô dụng thôi. Hai đứa bày làm cho tao thất vọng quá. Thành à, bây giờ dù phạt em cách nào cũng vậy thôi. Em hãy tự suy xét kỹ đi. Nếu em không có biết ăn năn hối cải làm lại người tốt, đừng có gọi anh bằng anh nữa. Đại ca,
Xin lỗi nha. Tống đại ca, cầu xin cho đại tẩu tai qua nạn khỏi. Đại ca, tại sao đại tẩu bị như vậy? Anh cũng không biết nữa. Nhưng bà đã mang theo tiền chuộc bị lấy mất rồi. Tụi nó khốn nạn quá. Lấy tiền rồi thôi chứ, đánh dâu của tôi bị thương nữa. Thôi, không biết đại tẩu có biết là ai làm không? Nếu mà tôi biết được người nào làm, tôi sẽ chém nó thành trăm khúc. Tống đại ca, anh ngồi để cả đêm chắc cũng mệt rồi. Anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Thôi khỏi cần, tôi ở đây coi chừng phu nhân. Phu nhân sớm nhất cũng phải ngày mai mới tỉnh lại. Anh chưa có ăn gì hết. Nếu như phu nhân tỉnh lại thấy anh như vậy càng lo thêm. Vậy nha, bây giờ anh đi rửa mặt và ăn chút đồ đi. Em ở đây coi chừng phu nhân được rồi. Vậy cũng được. Ngọc Liên, cảm ơn nha. Tại đại tẩu ép tôi làm thôi. Đại tẩu tỉnh lại sẽ bất lợi cho tôi. Làm sao đây? Vì bất đắc dĩ thôi. Anh muốn làm gì? Tại sao anh ở đây? Tại vì tôi lo cho đại tẩu, cho nên ngủ không được mới vô đây thăm đại tẩu. À phải rồi, cô vô đúng lúc. Cô săn sóc cho đại tẩu, tôi rất yên tâm. Tôi ra trước nha. Ủa, Văn Diễn, là anh hả? Đi đâu vậy? Tôi... Có chuyện gì không? Sao mặt mày của anh xanh quá vậy? Bộ đại tẩu có chuyện gì hả? Không, đại tổ chưa tỉnh. Ê, Trương huynh đệ, đúng rồi. Tại vì nhà môn có chuyện gấp, Kim Tống ngấp sự về. Tống đại ca, suốt đêm anh không ngủ hả? Hay là anh vô ngủ đi, để em coi chừng phu nhân được rồi. Tại sao vậy? Tại sao phu nhân vẫn chưa tỉnh? Ngọc Liên, sao nói sáng nay tỉnh lại mà giờ này vẫn chưa tỉnh? Tống đại ca, anh đừng lo lắng quá. Phu nhân, đừng có làm cho tôi lo nha. Sao hả? Vẫn chưa tỉnh à? Tống đại ca, nhà môn của dân kiện gấp, kêu anh lập tức về. Đại tẩu chưa tỉnh, làm sao mà đại ca đi được chứ? Tôi biết, nhưng mà nha môn nói cái này là công dân quan trọng. Tống đại ca, hay là em đi thấy anh nha. Cảm ơn em. Không có gì, đại tẩu sẽ không có gì đâu. Anh Thanh à, tôi đi rồi, anh nhớ nên thân đó. Tống đại ca em đi nha. Tống đại ca, anh cũng mệt rồi, anh đi nghỉ đi. Thôi khỏi, tôi muốn ở đây với phu nhân. Đại ca, em vì muốn chuộc tội cho nên sáng sớm tới miếu Quan Âm quỳ lại 1000 lần và xin được lá sâm thượng thượng. Đại tẩu chắc không sao đâu.
Hy vọng là gì? Phu nhân tỉnh rồi. Phu nhân. Phu nhân. Đại tẩu. Phu nhân. Đại tẩu. Phu nhân tỉnh rồi hả? Vậy thì quá tốt đi. Tướng công, đứa con của chúng ta. Không có sao đâu, chúng ta còn trẻ mà, thì còn có cơ hội hả? Xin lỗi tướng công nha, em thật có lỗi với gia đình của anh. Đừng có nói như vậy, biết được phu nhân bình yên vô sự, ai cũng được yên lòng mà. Dân diện, nó đi Ứng Thiên Phủ đưa thơ dùm cho anh, có gì hả? Phu nhân à, bây giờ sức khỏe phu nhân yếu lắm, đừng có nói chuyện nhiều nữa. Đúng vậy, đừng có nói nhiều nữa, nằm nghỉ đi nha, đã mệt lắm rồi. Nằm nghỉ một lát đi nha. Dương Chí, người nói huấn luyện quân kiện tùy hành, tại sao vậy mới tên gánh giá tới gặp ta? Dạ thưa trung tướng đại nhân, mời đại nhân ngồi. Ừ. Tốt lắm. Đại nhân à, huấn luyện như vậy rất là tốt. Ừ. Đại nhân, hạ quan nghiêm ngặt huấn luyện những người này là muốn họ giống như người cảnh giác, vừa để che mắt người ta. Đại nhân chia làm ba tổ, dùng danh nghĩa là áp tải Sơn Thần Cương đi Đông Kinh, rồi hạ quan sẽ cùng với họ giải làm người gánh, gánh Sơn Thần Cương từ đường mòn đi lên Đông Kinh. Làm như vậy chắc chắn là không ai biết đâu. Kế này rất là hay đó. Nhưng mà chỉ có 10 tên thôi, rủi mà người ta biết được. Xin đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ lập quân lệnh trạm, nếu như làm không được sẽ xử theo quân pháp. Chào đại nhân. Dương Đề Hạch, đây là Tạ Đô Quản của bổn phủ. Trước kia ông cũng tới lui tại Thái Thái Sư Phủ. Nay phu nhân ta có quà muốn tặng cho người trong Thái Thái Sư Phủ, ngươi cùng ổng đi Đông Kinh đi nha. Thưa đại nhân, hạ quan cam lòng bị phạt, xin đại nhân cho người khác đi áp tải đi. Dương Chí, tại sao người nói vậy chứ? Ngươi nên nhớ, ngươi đi Đông Kinh, nếu mà được Thái Sư coi trọng người, ngươi sẽ được bước thẳng lên cao và có tương lai lắm đó. Hạ quan biết đại nhân có ý tốt nâng đỡ, tại vì Tạ Đô Quản là người được phu nhân tin cậy. Trú mà trên đường đi hạ quan và ông có xích mích với nhau, thì hạ quan không dám đắc tội với ông. Nếu mà như vậy làm hư đi chuyện lớn, vậy thì hạ quan không dám gánh đâu. Ừ, vậy cũng đúng. Ngươi đứng dậy đi. Cảm ơn đại nhân. Tạ Đô Quản, ngươi phải theo lời dặn của Dương Chí. Hắn kêu ngươi đi thì ngươi đi, kêu ngươi đứng thì ngươi đứng, rõ chưa? Dạ rõ. Dương Chí, ngươi yên tâm được chứ gì? Dạ rõ. Chia làm ba ngã. Đúng vậy, ba bên đều dùng danh nghĩa áp tải Sơn Thần Cương. Lúc mà bắt đầu xuất hành thì ai cũng biết. Bình phân tam lộ là muốn đánh lạc hướng của người ta đó. Gì đâu có gì chứ, chúng ta cũng có binh tân tam lộ vậy. À đúng đó, nhất định có một chỗ là thật. Tam lộ cũng có thể là thật, cũng có thể là giả. Là giả hả? Không đâu, tôi đại minh coi kỹ lắm, không giả được đâu. Đúng rồi. Ấy, Lương Trung Tư muốn làm cho chúng ta coi đó. Nè, dưới tay của hắn còn có hai đại tướng, một là Tần Minh và Tắc Siêu đều cho ra ngoài hết. Vậy trong Đại Minh Phủ còn có danh tướng nào nữa? À, tôi nhớ rồi. Chuyện này Bạch Thắng có nói với tôi rồi. Cách đây không lâu có một người tên là Dương Chí thi đấu với lại Tắc Siêu. Chuyện này Đại Minh Phủ ai cũng biết. Lương Trung Tư rất là coi trọng người này, nghe nói là cho hắn làm đề hạch. Nhưng mà mấy ngày nay hình như là không thấy Dương Chí ở chỗ Đại Minh Phủ. Đúng như vậy. Dương Chí này là con xe đi sâu vào lòng địch của Lương Trung Tư đó. À, cái chiều Dương Đông kích Tây, thiếu chút là chúng ta bị lừa gạt. Tôi có nghe qua, tên này ở ngoài giang hồ, nghe nói là con cháu của Dương gia tướng, võ công cũng được lắm. Không lẽ nó có ba đầu sáu tay hay sao? Chúng ta nhiều người nhẹ đánh lại sao? Phải đó. Ê, anh đừng có nóng nảy như vậy. Bây giờ chuyện này chúng ta nắm được đầu mối rồi, chúng ta phải kế hoạch trước đã. Lưu Đường, anh tiếp tục đi Đại Minh Phủ dò tin đi. Dạ.
Nguyễn Thị Tam Hùng. Dạ. Tam vị tiếp tục đi theo sát chuyện, nếu được tin tức gì lập tức cho bồ câu đưa thờ. Chúng tôi ở đây chờ tin của tam vị. Dạ. Tốt. Vậy thì chúng ta quyết định ở tại chỗ này chờ bọn nó. Lại lên. Lại lên. Lại lên. Lại lên. Lại lên. Có thăng quan phát tài, tụi này cũng đâu có phần. Thì phải rồi, nếu như mà có công á thì cũng là dương đề hạch hưởng thôi. Thôi đứng dậy đi, ai biểu số chúng ta không may mắn chứ. Khách quan à, bánh bao đây. Cảm ơn. Đi lẹ lên, lẹ lên. Chậm như kiến gì đó, lẹ lên. Khoan đã, uống trà đã, uống trà đã. Không được, tao nói không được, tụi ý, không biết nói chuyện. Như vậy ngồi nghỉ chắc được chứ gì, đã đi hết mấy giờ rồi. Người ơi, đi đi, đi đi, uống trà đi, đi đi, mệt quá. Đi đi, mời tự nhiên nha, đi đi, đi đi. Khách quan à, dùng trà nghe, từ đây đi thẳng không có chỗ nào che mát đâu. Không cần, tại vì đã đi một thời gian, bây giờ uống trà không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ dạ, chắc là khách quan thường đi xa, hay là ăn điểm tâm đi nha. Bánh bao của tôi ngon lắm đó. Cảm ơn ông chủ, chúng tôi có mang theo lương khô, không cần tiếp đãi. Vậy thì ngồi chơi đi. Tướng phải coi mới biết, các vị hãy tin tôi đi. Như vậy thấy như vậy tinh thần không có cái gì tốt, chắc là có cái gì nữa. Tôi xin tặng cho như vậy vài câu nha. Khỏi, ông thầy giờ chúng tôi không tin đâu. Đúng vậy, tin thì có, không tin thì không. Tôi là thần toán tự, thích làm quen với anh em giang hồ. Anh bạn à, tướng mạo của anh đường đường, nếu mà tôi không có lầm lộn, chắc anh là con cháu của danh tướng. Dublin.